Thưa quý vị, thị trường thiết bị âm thanh hiện nay khá đa dạng và không ít các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng khiến cho người tiêu dùng không dễ dàng kiểm chứng. Do đó, để có thể lựa chọn được các sản phẩm chất lượng chính hãng, người dùng nên tìm đến các đơn vị phân phối uy tín và có thương hiệu trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và điện tử Bảo Châu, Bảo Châu Elec là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị âm thanh chính hãng tại Việt Nam, với hệ thống 15 showroom hiện đại trên toàn quốc. Tại Bảo Châu Elec, khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm âm thanh karaoke, âm thanh nghe nhạc, xem phim, âm thanh hội trường sân khấu, loa soundbar, loa Bluetooth. Những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới đến từ Anh, Mỹ, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, các hãng âm thanh karaoke nổi tiếng cũng đều có mặt tại hệ thống Bảo Châu Elec. Khách hàng có thể tìm thấy các phân khúc sản phẩm có mức giá từ 3 triệu đến các thiết bị high-end có giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Đặc biệt, các sản phẩm, thương hiệu do Bảo Châu Elec phân phối đều được chọn lọc kỹ lưỡng và được kiểm định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận nhập khẩu, đảm bảo mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá thành tốt nhất thị trường. Ngoài ra, các chính sách thanh toán, bảo hành, bảo trì sản phẩm nhanh chóng, chuyên nghiệp cũng luôn là tiêu chí và cam kết của Bảo Châu Elec trong suốt quá trình phát triển. Đơn vị cam kết hoàn tiền 300% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh, cùng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, tận tâm và trách nhiệm, Bảo Châu Elec đã tư vấn thiết kế và lắp đặt thành công hàng trăm ngàn công trình trên cả nước, từ hệ thống âm thanh cho gia đình, doanh nghiệp, âm thanh hội trường, sân khấu, đến các phòng nghe nhạc, rạp chiếu phim và hệ thống các phòng giải trí all-in-one đỉnh cao. Thì cảm nhận đầu tiên của tôi là thấy cái showroom thì có đa dạng rất nhiều sản phẩm, hướng dẫn tận tình chu đáo, và bản thân tôi cũng đã chọn được một cái sản phẩm rất là ưng ý, được hướng dẫn rất là cụ thể và bài bản, cho nên là tôi cũng rất là yên tâm về sản phẩm của Bảo Châu Electric. Với chiến lược trở thành hệ thống siêu thị âm thanh dẫn đầu và được yêu thích nhất trên thị trường, trong thời gian tới, Bảo Châu Elec sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng trên cả nước, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực âm thanh.